Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 41 về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố công hình tự hóa quan hệ kinh tế. Qua 9 tháng, Hưng Yên thu hút gần 500 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long doanh thu 9 tháng đạt 600 tỷ đồng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bỏ quy định lắp camera trên các xe vận tải. Doanh nghiệp sản xuất bao bì, túi ni lông chuyển đổi để đáp ứng tiêu chuẩn quy định mới của các thị trường xuất khẩu. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế, một bộ phận doanh nhân đạo đức văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao, còn vi phạm pháp luật, cấu kết với cán bộ suy thoái gây thiệt hại cho nhà nước. Cùng với đó, một số cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chậm được triển khai, hiệu quả chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, ngày 10 tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 41 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố không hình tự hóa quan hệ kinh tế. Mục tiêu phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực và thế giới, có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt của đất nước và khu vực, xây dựng đội ngũ doanh nhân tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hóa kinh doanh, bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, kết quả thu hút dự án đầu tư qua 9 tháng đầu năm 2023 vào tỉnh Hưng Yên tăng khá, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. 9 tháng đầu năm, Hưng Yên tiếp nhận thêm 66 dự án đầu tư mới, trong đó có 32 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký khoảng 11.000 tỷ đồng, 34 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 420 triệu đô la Mỹ. Chỉ tính riêng số dự án đầu tư nước ngoài so với cùng kỳ năm trước, tăng 21 dự án và tăng 319 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư. Qua đây có thể thấy, số dự án đầu tư nước ngoài có bước tăng nhảy vọt và chiếm nhiều hơn số dự án đầu tư trong nước. Trong khi ở các năm trước, thường số dự án đầu tư trong nước cao hơn số dự án đầu tư nước ngoài. Đồng thời, qua 9 tháng, Hưng Yên có trên 80 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nhờ đa dạng hóa đơn hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nên qua 9 tháng đầu năm 2023, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn đạt doanh thu 600 tỷ đồng. Dù doanh thu đạt sấp xỉ cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm sâu, bởi hầu hết các đơn hàng đều giảm giá, thậm chí có đơn hàng phải bù lỗ để có việc làm cho công nhân. Bên cạnh đó, đơn hàng lẻ nhiều cũng làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp khi liên tục phải chuyển đổi mã hàng sản xuất. Tuy nhiên, trước khó khăn của ngành dệt may cả nước cũng như toàn cầu, kết quả sản xuất qua 9 tháng đầu năm là một nỗ lực lớn của doanh nghiệp khi vẫn đảm bảo đủ việc làm cho hơn 3.300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8,5 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Thời gian qua, ngoài hai thị trường truyền thống là Mỹ và Nhật Bản, doanh nghiệp đã tiếp cận đưa hàng vào thị trường mới là Trung Quốc với sản phẩm chủ lực áo jacket và quần Âu. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá lại quy định lắp camera đối với các xe vận tải. Theo VCCI, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ô tô có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container, xe đầu kéo phải lắp camera giám sát. Nhưng từ khi quy định có hiệu lực, công cụ quản lý bằng camera gặp phải nhiều khó khăn, ít hiệu quả. Qua khảo sát, hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều cho rằng quy định này gây tốn kém cho doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng và không hiệu quả. Ngoài ra, hàng tháng, các doanh nghiệp tốn hơn 200 tỷ đồng chi phí vận hành và chuyển dữ liệu. Qua số điện thoại 0363089089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình nhận được câu hỏi của doanh nghiệp về nhiều nội dung trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau. Trường hợp nào hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế khi làm thủ tục hải quan? Và ngay sau đây, mời quý doanh nghiệp cùng quý vị đến với phần trả lời của đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên. Hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn
kiểm tra thực tế. Thứ nhất là hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp. Thứ hai là hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng. Thứ ba là hàng hóa thuộc một trong các trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, những cái hàng hóa khác trường hợp trên thì được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan hải quan. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải đáp. Xin vui lòng liên hệ hoặc gửi tin nhắn nội dung câu hỏi đến số điện thoại của chương trình là 0363 089 089, chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các thị trường nhập khẩu bao bì và túi ni lông liên tục đưa ra những quy định mới gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đứng trước những đòi hỏi ngày càng chặt chẽ và khắt khe hơn, doanh nghiệp trong nước phải chủ động đẩy nhanh việc chuyển đổi, hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định mới nhằm giữ vững thị phần xuất khẩu. Mỗi tháng, doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sản phẩm bao bì PP dễ phân hủy sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu. Cùng với khó khăn do suy thoái kinh tế, thì hàng loạt thị trường nhập khẩu đưa ra những quy định mới tạo ra khó khăn kép cho doanh nghiệp. Đơn cử như nếu muốn xuất khẩu, doanh nghiệp phải có chứng chỉ tự hủy, chứng chỉ tái chế với sản phẩm của mình được cấp bởi các nước nhập khẩu hàng. Coi đây là điều kiện, là phiếu thông hành để hàng tiếp tục được xuất khẩu vào thị trường đó. Nếu không có, sẽ không được chấp nhận. Hiện nay các cái nước như nhất là Mỹ cũng như châu Âu, họ đã đưa ra, họ đặt ra, yêu cầu ra rất nhiều các cái chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như tiêu chuẩn về hàng bao bì tự hủy cũng như là hàng mà sử dụng cái nguyên liệu tái chế. Thì hiện nay thì để làm được cái chứng chỉ đấy thì cái bản thân là cái chi phí cho để chúng ta để đạt được cái giấy tờ đấy cũng như là các tiêu chuẩn mà họ khắt khe họ đề ra thì sẽ cần rất nhiều thời gian cũng như là công ty nó phải cần đầu tư. Trên danh nghĩa là những điều kiện quy định mới để hướng tới sản xuất xanh, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhưng thực chất đây lại là những rào cản mà các nước đang thực hiện để bảo hộ nền sản xuất trong nước trước áp lực khó khăn và suy thoái kinh tế. Theo các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, trong 2 năm qua, kinh tế toàn cầu suy thoái ngày càng sâu hơn, thì các điều kiện tiêu chuẩn kép mà các nước đưa ra ngày càng nhiều hơn, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Yêu cầu của thị trường thì họ đòi hỏi về các cái tiêu chuẩn nó cao hơn. Các cái sản phẩm họ đòi hỏi về các cái quy chuẩn từ mẫu mã cho đến chất lượng. Thì chúng tôi cũng đã phải thay đổi và điều chỉnh các cái kế hoạch sản xuất để nâng cao cái chất lượng sản phẩm và mẫu mã sản phẩm. Đồng thời là cũng phù hợp với cả cái định hướng về cái sử dụng các cái sản phẩm thân thiện môi trường chung của trên toàn thế giới cũng như trong nước. Hiện cả nước có gần 14.000 doanh nghiệp bao bì, doanh thu năm 2022 đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 9.200 doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa. Hưng Yên là một trong những tỉnh có nhiều doanh nghiệp sản xuất bao bì. Trước những khó khăn trên, giải pháp đưa ra đó là các doanh nghiệp trong nước cần phải tăng cường liên kết, nắm bắt kịp thời thông tin về những quy định mới cùng những xu hướng từ các thị trường nhập khẩu để chủ động thích ứng. Theo quan điểm của tôi ấy, thì các doanh nghiệp trong nước phải tham gia nhiều hơn vào các cái hiệp hội, ví dụ như hiệp hội nhựa hoặc là các cái hội nghị hoặc các cái triển lãm ở trên thế giới để chúng ta có thêm nhiều cái thông tin của thị trường cũng như là thông tin từ chính phủ của nước đó để chúng ta có cái hướng đi cũng như có cái phần mà chúng ta có những cái quyết định để chúng ta có cái đầu tư lâu dài cũng như là định hướng cho doanh nghiệp phát triển. Theo các chuyên gia kinh tế, những quy định điều kiện mà các thị trường nhập khẩu đang yêu cầu đặt ra với các nhà sản xuất được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra. Không chỉ ở một mặt hàng xuất khẩu là bao bì nhựa, túi ni lông như trong thời gian vừa qua, mà sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều mặt hàng khác. Điều này đòi hỏi từng doanh nghiệp Việt phải luôn chủ động nắm bắt thông tin về xu thế thị trường, đồng thời sớm hoàn thiện những chứng chỉ quy định mới để giữ vững thị phần xuất khẩu và giữ bạn hàng. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng 10 phút của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp qua đi thật nhanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý doanh nghiệp cá nhân có những nội dung cần quảng cáo phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần cơ quan quản lý nhà nước liên quan trả lời,
giải đáp, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục tuần sau.